xin giới thiệu với quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn máy chấn tôn thủy lực do công ty Babylon CNC cung cấp. Đây chúng tôi xin giới thiệu một số bộ phận chính, đặc điểm của máy như sau. Thứ nhất, về kết cấu cơ khí, máy được thiết kế theo tiêu chuẩn mới của châu Âu. Toàn bộ khung máy được hàn tích hợp bởi tấm thép nguyên khối, được ủ để loại bỏ ứng suất dư bên trong. Thứ hai, về bộ điều khiển, máy chấn tôn thủy lực WC67K được trang bị bộ điều khiển hạng E21 của S-Tool, có thể lưu trữ 40 chương trình và mỗi chương trình có 25 bước. Thứ ba, về động cơ chính, chúng tôi sử dụng động cơ có thương hiệu nổi tiếng thế giới như Siemens của Đức. Không chỉ có tiếng ồn thấp mà còn có tuổi thọ dài hơn. Hệ thống thủy lực, máy chấn tôn thủy lực của công ty Babylon CNC sử dụng hệ thống điều khiển thủy lực tích hợp Bosch-Zeroktr, đây là thuộc thương hiệu của Đức. Tiếp theo, hệ thống điện, máy chấn tôn thủy lực được sử dụng các thành phần điện của Schneider của Pháp, các bộ phận điện chất lượng cao có thể làm cho máy hoạt động tốt ngay cả khi điện không ổn định. Phần tiếp theo, hệ thống cự điện, chúng tôi sử dụng Vitme và Queby Highwin của Đài Loan để đảm bảo di chuyển trục X với độ chính xác cao, giúp hoạt động ổn định, tuổi thọ lâu hơn. Và cuối cùng là bộ phận dao cối. Máy chấn tôn thủy lực WC67K được trang bị dao cối theo tiêu chuẩn và khuôn đáy độ mở rộng cối V, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Trên đây là những cấu hình theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, bạn có thể cấu hình bổ sung như đối với máy chấn thủy lực CNC tự động sẽ được sử dụng phần mềm Dalem của Hà Lan với chức năng lập trình thông minh mô phỏng lưu trữ chương trình. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bộ kẹp dao cối nhanh giúp thao tác thay dao cối nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và linh hoạt cho phù hợp với từng sản phẩm cần chấn với các góc chấn phức tạp khác nhau. Hoặc một số các tùy chọn nâng cao khác chúng tôi sẽ lắp đặt theo yêu cầu của từng khách hàng. Sau đây chúng tôi sẽ xin giới thiệu 5 yếu tố giúp cho bạn lựa chọn một chiếc máy chấn phù hợp. Thứ nhất là tiêu chí về độ dày của vật liệu cần chấn. Thứ hai, vật liệu cần chấn là gì. Thứ ba, kích thước chiều dài cần chấn. Thứ tư, độ rộng mở cối V. Và thứ năm là góc chấn cần gấp mép hay không, hay chỉ cần chấn góc 90 độ. Tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng, chúng tôi sẽ đưa ra tư vấn và lời khuyên cho bạn lựa chọn một chiếc máy chấn phù hợp với các tiêu chí như trên. Công ty Babylon CNC là nhà cung cấp uy tín chuyên về các dòng máy chấn thủy lực. Nếu bạn có nhu cầu, xin liên hệ số hotline 093 222 5678. Xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở một video khác.